Ok, như vậy là Giang đã đăng ký tài khoản sàn get.io thành công rồi. Bước theo thì em sẽ xác minh danh tính KC cho Giang nha. Đó, xác minh và mở hộp quà bonus dành cho người mới lên tới là 6.666 đô này. Và sau khi được duyệt hồ sơ rồi ấy, đây, như tài khoản của Giang này đã hiện lên là chưa đã xác minh này. Đó, ở mục KC xác minh danh tính này hiện lên là đã xác minh rồi nha. Ngoài ra em nào là người mới ấy, thì em có thể là truy cập vào mục trung tâm phần thưởng để chúng ta có thể là làm các nhiệm vụ để kiếm thêm điểm, kiếm thêm tiền nha. Đây em quan sát này, là nhận giải thưởng lên tới là 6.666 đô này. Đó, ở đây sẽ có rất nhiều các nhiệm vụ để em có thể là làm nha. Như là giao dịch giao ngay này, hay là giao dịch hợp đồng này. Đó, chính là giao dịch future đấy. Đều là các nhiệm vụ hàng ngày thôi nha. Ok, hello, chào mừng tất cả em đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng và Giang. Và mình là Giang. Trong video này Giang sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho em cách chúng ta đăng ký tài khoản, cũng như xác minh danh tính KC, rồi cách cài đặt mã mật 2 lớp 23 cho tài khoản sàn get.io của anh em, hay là cách chúng ta làm nhiệm vụ này ở mục trung tâm phần thưởng để nhận giải thưởng lên tới là 6.666 đô. Chi tiết từng bước từ hàng xe nha. Và nếu em nào là người mới bắt đầu ấy mà chưa biết cách kiếm tiền, cũng như chưa biết cách sử dụng sàn get.io này, thì Giang cũng sẽ để đường link sau đây video hướng dẫn chi tiết từng bước từ hàng xét, từ cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản cho đến là cách nạp rút tiền hay là cách chơi giao dịch ở trên sàn get.io này, ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Đầu tiên để đăng ký tạo tài khoản sàn get.io ấy, thì anh em sẽ nhấn đường link ra để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Hoặc là anh em có thể là truy cập đường link là Hoàng Văn Giang này. Đó. .com/get nha. Giang xin đọc lại này, là hoangvangiang.com/gate nha. Sau đó anh em sẽ nhấn ok để chúng ta có thể là truy cập vào này. Lúc này thì sẽ là một giao diện như này. Thì ở đây em có thể là đăng ký tạo tài khoản sàn get bằng email hoặc số điện thoại. Anh em sẽ nhập email hoặc số điện thoại vào mục là email hoặc điện thoại này. Sau đó tạo mật khẩu đăng nhập này. Anh em lưu ý cho ra nhé, là mật khẩu đăng nhập ấy phải có nhất là 8 ký tự ha. Cũng như là mật khẩu ấy không chỉ có mỗi chữ cái thôi nhá. Anh em nên có chữ số đấy hoặc là ký tự đặc biệt cho ra nhá. Kế tiếp mục quốc gia này, anh em sẽ chọn cho Giang là Việt Nam nha. VI này. Đó. Sau đó mục ID giới thiệu này, anh em nào đăng ký qua link của Giang thì mặc định sẽ hiện lên như này nha. Có anh em nào chưa nhập ấy thì em sẽ nhập cho Giang này, là B viết hoa này, GDDA này, QHX này. Đó, mã giới thiệu này Giang cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Sau đó anh em nhớ tích chọn vào đây này. Ngoài ra anh em có thể là đăng ký tạo tài khoản sàn get.io bằng tài khoản Gmail của Google này, hoặc là tài khoản Microsoft này, cũng như là tài khoản Telegram nha. Ok, cuối cùng thì em sẽ nhấn vào nút đăng ký này để xác nhận tạo tài khoản ha. Rồi tích chọn tôi phải là người máy này. Thì lúc này bên sàn get.io sẽ gửi cho chúng ta một mã xác minh với email vừa nãy chúng ta đăng ký tạo tài khoản nha. Anh em sẽ mở email lên này. Thì email của chúng ta có tiêu đề là Register Email Verification này, tức là email xác minh đăng ký ấy. Ok, thì đây chính là mã xác minh của Giang này. Giang sẽ sao chép này. Sau đó quay trở lại và dán vào đây nha. Ok, như vậy là Giang đã đăng ký tài khoản sàn get.io thành công rồi. Bước theo thì em sẽ xác minh danh tính KC cho Giang nha. Đó, xác minh và mở hộp quà bonus dành cho người mới lên tới là 6.666 đô này. Nhấn vào đi xác nhận ngay nha. Rồi trước khi xác minh danh tính KC thì em sẽ đặt mật khẩu quỹ trước cho Giang nha. Nhấn vào cài đặt này. Ở đây thì em sẽ tạo mật khẩu quỹ, chính là mật khẩu thanh toán đấy. Đó, nhập mật khẩu thanh toán vào đây này, gồm 6 ký tự nha. Sau đó nhập lại này. Kế tiếp ở mục mã xác thực email này.
anh em sẽ nhấn vào gửi cho Giang ha. Chỉ ở thêm ấy, ở mục mật khẩu thanh toán ấy thì em có thể là tạo bằng chữ cái cũng như là chữ số được nha. Rồi sau đó em sẽ mở email lên này và lấy mã xác minh nha, sau chép này, sau đó dán vào đây này. Ok, và mật khẩu thanh toán này ấy, chúng ta sử dụng để rút tiền ha, rút tiền từ sàn get.io đấy, nhấn xác nhận này, thành công này. Như vậy là Giang đã tạo mật khẩu thanh toán, mật khẩu quỹ thành công rồi nha. Rồi bước kế tiếp thì chúng ta sẽ quay trở lại mục xác minh KYC này. Đó, đi xác minh ngay này. Anh em có thể là đọc này, hoàn tất xác minh để nhận là 20 đô coin nha. Quyền lợi này là nạp tiền phát định này, rồi rút tiền này, cũng như là giao dịch này, hay là trung tâm phiếu thưởng này, cũng như là tham gia gate startup này, hay là phần thưởng sự kiện nha. Thời gian ước tính để hoàn thành việc xét duyệt này chỉ là 2 phút thôi ha, cực kỳ nhanh luôn. Đi xác minh ngay cho Giang này. Và ở đây thì em sẽ có tối đa là 14 ngày, 23 giờ, tức là 15 ngày ấy, để chúng ta có thể là xác minh KC tài khoản get.io nha. Quốc tịch này thì chọn Việt Nam nha. Sau đó mục quốc gia cư trú này thì mặc định cũng là Việt Nam. Tiếp theo mục họ tên thật này thì em sẽ nhập họ tên đầy đủ giống y hệt như trên giấy tờ tùy thân của anh em, là căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân nha. Sau đó chọn loại giấy tờ cá nhân này, thì đây sẽ có chứng minh thư này, tức là bao gồm cả căn cước công dân đấy, cũng như là passport tức là hộ chiếu này, rồi driver license tức là bằng lái xe nha. Ở đây thì Giang thường xác minh bằng chứng minh thư này hoặc là căn cước công dân của Giang đấy. Sau đó mục số giấy tờ cá nhân thì em sẽ nhập số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân vào đây này. Sau nhập đầy đủ tất cả các thông tin cũng như kiểm tra đã chính xác rồi thì em sẽ nhấn vào bước tiếp theo cho ra nha. Ok, thông tin xác minh cơ bản của bạn đã được gửi này. Ở đây thì em sẽ xác minh khuôn mặt này, đó, xác minh bằng ứng dụng Gate này hoặc là chụp ảnh bằng máy ảnh cũng được nha. Kế tiếp thì em sẽ làm theo hướng dẫn từ sàn nha. Sau đó thì em sẽ chờ bên sàn get.io duyệt hồ sơ cho anh em nha. Và sau khi được duyệt hồ sơ rồi ấy, đây, như tài khoản của Giang này đã hiện lên là chưa đã xác minh này. Đó, ở mục KC xác minh danh tính này hiện lên là đã xác minh rồi nha. Đó, anh em có thể là truy cập vào mục trang chủ này, sau đó chọn ảnh đại diện avatar ở góc bên trái trên cùng này. Đây này, em có sao này, đây, đã xác minh này. Thì đó là cách chúng ta xác minh danh tính KC tài khoản sàn get.io của chúng ta nha. Sau khi xác minh danh tính KC tài khoản sàn get.io của anh em thành công rồi, bước kế tiếp ý, thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta tải app get.io nha. Ok, em sẽ truy cập vào cửa hàng CF Play này, hay chính là Google Play đối các máy sử dụng hệ hành Android đấy, hoặc là App Store đối các máy sử dụng hệ hành iOS của iPhone nha. Anh em sẽ tìm kiếm cho Giang từ khóa là get này, đó, cách io này. Ok, thì đây chính là app của chúng ta muốn tải này, get.io mua Bitcoin và crypto nha. Sau khi tải cũng như cài đặt app thành công rồi, anh em sẽ mở lên cho Giang nha. Kế tiếp đăng nhập này, anh em sẽ nhập email hoặc là số điện thoại cũng như mật khẩu vừa lại chúng ta đăng ký tài khoản sàn Gate ấy vào đây này, xong nhấn đăng nhập nha. Rồi, như vậy là Giang đã đăng nhập vào app Gate.io thành công này. Kế tiếp thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta cài đặt mã mật 2 lớp 23 cho tài khoản sàn Gate.io của anh em nha. Ok, mục trang chủ của app Gate.io này, anh em sẽ nhấn biểu tượng avatar ảnh đại diện ở góc bên trái trên cùng cho Giang nha. Sau đó ở góc bên phải này có mũi tên hướng sang phải này. Kế tiếp anh em sẽ chọn mục bảo mật này, rồi mục xác thực này. Như vừa nãy Giang đăng ký tại tài khoản sàn get.io ấy bằng địa chỉ email này, thì ở đây Giang sẽ cần xác minh thêm là số điện thoại nha. Cũng như là lát nữa thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta xác thực Google này.
Ok, đầu tiên ở mục số điện thoại này. Đó, ở mục mã quốc gia này. Vẫn chọn là Việt Nam nha. Sau đó mục số điện thoại này. Anh em sẽ nhập số điện thoại liên lạc chính của anh em vào đây nha. Xong nhấn gửi mã ở mục mã xác thực tin nhắn này. Cũng như là gửi mã ở mục mã xác nhận email nha. Cuối cùng nhấn vào gửi xác thực để xác minh số điện thoại ha. Sau khi xác minh số điện thoại thành công ấy, kế tiếp thì em sẽ xác thực Google cho ra nha. Ok, để đây sẽ có 3 bước này. Bước 1 này là tải xuống và cài đặt ứng dụng Google Authent này. Bước 2 là đó, nhấp vào dấu cộng này. Ok, trước tiên thì Giang sẽ làm bước 1 trước nha. Rồi đây thì em sẽ tìm kiếm cho Giang từ khóa này, Google Authenticator này. Đây chính là ứng dụng chúng ta cần tải nha. Sau đó anh em sẽ mở lên này. Tiếp theo nhấn vào thêm mã cho Giang này. Chọn nhập khóa thiết lập nha. Ok, mục tên tài khoản ấy thì em sẽ nhập tên này. Như Giang sẽ nhập là get này, io này. Đó. Rồi sau đó mục khóa của bạn này thì em sẽ quay trở lại appget.io ở bước 2 này. Anh em sẽ sao chép khóa nha. Sau đó quay trở lại ứng dụng Google Authent này và dán vào đây nha. Ở mục loại khóa anh em sẽ giữ nguyên mặc định cho Giang là dựa theo thời gian này. Cuối cùng nhấn vào thêm nha. Ok, đã lưu mã Authent thành công này. Rồi anh em sẽ quay trở lại appget.io này. Nhấn vào gửi này. Ở mục nhập mã xác thực email này. Rồi đây chính là mã xác minh của Giang này. Được gửi về email nha. Ok. Sau đó mục nhập mã xác thực Google ấy, thì em sẽ quay trở lại ứng dụng Google Authent này và sao chép đoạn 6 chữ số này nha. Rồi, cuối cùng nhấn vào bật Google Authent để xác nhận này. Thành công này. Như vậy là Giang đã xác thực Google thành công tài khoản get.io của Giang rồi nha. Ngoài ra em nào là người mới thì em có thể là truy cập vào mục trung tâm phần thưởng để chúng ta có thể là làm các nhiệm vụ để kiếm thêm điểm, kiếm thêm tiền nha. Ok, mục trang chủ và app get.io này. Anh em vẫn nhấn biểu tượng avatar ảnh đại diện ở góc bên trái trên cùng cho ra nha. Sau đó ở mục trung tâm phần thưởng này. Đây em quan sát này là nhận giải thưởng lên tới là 6.666 đô này. Đó, ở đây sẽ có rất nhiều các nhiệm vụ để em có thể là làm nha. Như là giao dịch giao ngay này, hay là giao dịch hợp đồng này. Đó, chính là giao dịch future đấy. Đều là các nhiệm vụ hàng ngày thôi nha. Để em có thể là tích điểm này. Đăng ký Get Startup này. Cũng như là sử dụng bot trade này. Hay là tham gia Simple Earn này. Ok, khi chúng ta có điểm ấy thì chúng ta có thể là quy đổi điểm ra voucher này, hoặc là thẻ VIP nha. Ok, thì ở video sau ấy, Giang sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z cách chúng ta làm nhiệm vụ ở trên sàn get.io này nha. Cho những em người mới bắt đầu ha. Như vậy là Giang đã hướng dẫn cho em cách chúng ta đăng ký tài khoản, cũng như xác minh danh tính KC, rồi cách cài đặt mã mật 2 lớp 23, hay là cách chúng ta làm nhiệm vụ ở một trung tâm phần thưởng ở trên sàn Gate để kiếm thêm điểm, kiếm thêm tiền. Thì nếu em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Giang để Giang thể là hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho anh em nha. Và ở video sau ấy thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta nạp rút tiền này ở trên sàn get.io chi tiết từng bước từ Z ha. Cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh tút để ủng hộ Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.